Xin chào quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón hai MC quen thuộc của chương trình Tin Sáng 30 giây. Chào anh Quang Huy, chào chị Ngọc Mai. Xin chào Xuân Ngọc, xin chào Quang Huy và xin chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã chính thức kết thúc một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài khá là dài ngày. Và điều rất là may mắn Ngọc Mai thấy đó là thời tiết những ngày vừa qua thì khá là đẹp trời và rất là thích hợp để cho quý vị có những cái chuyến đi du lịch dài ngày theo mong muốn của quý vị. Không biết là vừa qua thì Quang Huy có đi du lịch ở đâu không ạ? Nói điều này thì nghe cũng tự nhiên nghĩ lại thấy hơi buồn, tại vì khoảng thời gian vừa qua thì mình cũng chưa có sắp xếp được thời gian để đi du lịch. Tuy nhiên thì Huy cũng thấy rằng là có một cái tín hiệu, đó là mọi người đi du lịch thì đâu đó thấy mọi người cũng rất là tuân thủ nghiêm ngặt về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại vì trong những ngày vừa qua thì một trong những cái điều mà được mọi người tập trung lưu ý nhiều nhất đó chính là việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Và Quang Huy nghe nói rằng là chúng ta vừa có một cái thông báo mới nhất về cái việc đó là khách du lịch khi mà đến với thành phố Hồ Chí Minh nếu mà trên 37,5 độ thì đều phải cách ly, đúng không ạ? Đúng vậy thưa quý khán giả và anh Quang Huy và chị Ngọc Mai. Vừa qua thì Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một cái thông báo mới là đối với những du khách đến những cái địa điểm du lịch, khu vui chơi có thân nhiệt trên 37,5 độ C thì sẽ được đưa đi cách ly và cũng giống như là chăm sóc và sẽ được chăm sóc. Và về phần thông tin chi tiết như thế nào thì Xuân Ngọc xin phép được cập nhật với quý vị ở sau cuối bản tin này cùng với lại thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Dạ, xin được cảm ơn Xuân Ngọc rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả cùng với là Quang Huy và Ngọc Mai quay trở lại với phim trường của Tin Sáng 30 giây đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý quý vị nhé. Xin mời. Nội dung đáng chú ý có trong Tin Sáng 30 giây hôm nay: Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lozin thể hiện sự bức xúc khi yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển không thuộc về nước này ở Biển Đông. Dịch bệnh đang tàn phá Ấn Độ một cách khủng khiếp, trên khắp mặt báo cũng như là mạng xã hội nhan nhản các câu chuyện được coi là những thảm kịch đang xảy ra tại Ấn Độ. Thảm cảnh này bao giờ mới dừng lại và những gì thật sự đang diễn ra ở đất nước tỷ dân này? Nước Mỹ đang trở lại một cách mạnh mẽ một khi đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và con số công bố mới đây cho thấy số ca nhiễm mới ở nước này tiếp tục giảm mạnh. Đẩy nhanh tiến độ làm thẻ căn cước công dân gắn chip, nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ vào quy trình này một cách triệt để và sáng tạo. Chỉ cần bật nền tảng Zalo và thao tác để đăng ký thông tin, phản ánh trong Tin Sáng 30 giây hôm nay. Và cái việc mà cấp căn cước công dân và qua thông tin Zalo như thế này rất là tiện ích. Đà Lạt là một đô thị di sản với những công trình kiến trúc vô cùng ấn tượng, hẳn sẽ không lẫn vào đâu được với từng công trình mang dáng dấp Đông Dương cổ kính chỉ riêng có ở xứ sở ngàn hoa này. Chạm tay vào di sản hôm nay, xin giữ những giá trị từ công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Thời gian gần đây, những người yêu khung trời mơ mộng ở Đà Lạt lại truyền tay nhau một địa điểm tham quan chụp ảnh mới với một cái tên nghe thật mỹ miều, đồi cỏ hồng hay còn gọi là đồi cỏ tuyết. Cỏ hồng hay cỏ tuyết đều là một, chỉ khác nhau ở sáng sớm khi sương bao phủ toàn bộ đồi cỏ thì trông chúng như một lớp tuyết dày sương. Đến khi nắng lên, làn sương huyền ảo tan biến sẽ làm lộ ra những ngọn cỏ hồng dễ thương nên được gọi với cái tên dịu dàng như vậy. Muốn tham quan cỏ hồng, du khách phải đến một trong hai địa điểm được cho là có tập trung nhất. Trước tiên phải kể đến khu vực suối vàng và nơi còn lại là thung lũng vàng. Nhưng không phải thời gian nào tới cũng đều chiêm ngưỡng được. Chỉ có cuối tháng 10 đến tháng 12 là loài hoa rực rỡ mãnh liệt này mới nở. Chúng không chỉ mọc theo từng bụi mà còn mọc phát tán theo dạng bao phủ lên từng quả đồi, khiến cho Đà Lạt vốn mộng mơ nay lại được điểm xuyết thêm cả một khoảng trời mơ mộng. Chính vì sự rộng lớn bao la và cái màu sắc vô cùng bắt mắt đó mà rất nhiều du khách đã đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng thiên nhiên như một cách để đón nhận món quà mà tạo hóa ban tặng. Hành trình chinh phục cái đẹp này không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn đầy phấn chấn. Quang Huy và Ngọc Mai xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Tin Sáng 30 giây. Và quý vị, chúng ta đang cùng bước vào những ngày đầu tiên của tháng 5. Cái tháng phải nói rằng là với biết bao những cái xúc cảm của cái sự chuyển tiết giao mùa. Và ngay như nhịp đầu chúng tôi có nói rằng là thời tiết tháng này thì có nhiều tác động đến với mỗi người và đặc biệt là cuộc sống, sinh hoạt, đời sống của tất cả chúng ta. Và những cơn nắng gắt đến say mình, rồi những cơn mưa rào ào bất chợt xuất hiện, nó cũng làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc thay đổi và cũng có một chút vấn vương và những điều bất chợt nào đó, đúng không ạ?
Vâng, và tháng 5 thì cũng đem lại rất là nhiều ý nghĩa cho rất là nhiều người. Ví dụ như tháng 5 đối với các bạn học sinh trung học, đó là tháng mà các bạn chuẩn bị vui mai kinh sự để chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới. Và tháng 5 thì cũng được biết đến là tháng du lịch. Với những vùng đất ví dụ như là Đà Lạt thì sẽ ghi nhận dấu chân của từng lượt du khách đến đây tham quan trong kỳ nghỉ của mình. Thế nhưng thì tháng 5 trong năm nay thì nó xảy ra trong cuộc bối cảnh nó đặc biệt một chút, đó là dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Nhưng mà ngoài ra thì tháng 5 nó cũng sẽ để lại những cái cảm xúc đặc biệt với đồi cọ hồng làm say lòng bao người khi mà đặt chân đến đây, như anh Huy đã thấy ở lúc đầu đó. Dạ, và cũng xin được chào ngày mới tất cả quý vị. Và chúng tôi đã bắt đầu bằng những cái cảm xúc rất đặc biệt của tháng 5, và đặc biệt nữa là những hình ảnh rất là dễ chịu của đồi cỏ hồng ở Đà Lạt. Hy vọng sẽ thêm một phần năng lượng tích cực đến với tất cả quý vị trong từ sáng 30 giây ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng cố định tín hiệu và đồng hành cùng với Quang Huy, Ngọc Mai đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý quý vị nhé. Mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ vẫn là những thông tin về quốc tế. Và thưa quý vị, thông tin đầu tiên là Ngoại trưởng Philippines ông Teodoro Locsin mới đây cũng đã dùng những từ ngữ rất mạnh mẽ để nói về sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Ông Teodoro viết trên Twitter rằng, những người bạn Trung Quốc của tôi phải nói gì đây nhỉ? Các bạn hãy cút hết khỏi vùng biển của chúng tôi. Đây là cách để các bạn vun đắp tình hữu nghị sao? Chúng tôi thì luôn cố gắng, các bạn thì giống như một người khổng lồ xấu xí. Các bạn nhìn ai cũng như là một tỉnh của các bạn vậy. Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Manila đã không phản hồi mọi câu hỏi của báo chí về bình luận từ Ngoại trưởng Philippines. Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc đã tung ra một chiến lược khiến cho Philippines bất lực tại vùng biển nằm ngay trong đặc quyền kinh tế 200 dặm của Manila. Đó là huy động số lượng lớn tàu cá bọc thép có tàu vũ trang hộ tống đóng lâu dài ở tại bãi Wilson. Với tiềm lực hải quân lẫn cảnh sát biển còn yếu, Philippines không thể làm gì ngoài đứng nhìn các tàu Trung Quốc tự do hoạt động trong vùng biển. Thưa quý vị, trong khi đó thì các ngoại trưởng thành viên G7 gồm 7 nước công nghiệp phát triển cộng với 2 vị khách từ Hàn Quốc và Úc đã tập trung tại thủ đô London của Anh để chuẩn bị cho phiên họp cấp ngoại trưởng trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 chính thức diễn ra vào tháng 6 năm nay. Và tại cuộc gặp gỡ này thì Trung Quốc là chủ đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, thì cả hai đều bày tỏ quan ngại đặc biệt về việc đó chính là Trung Quốc đàn áp các dân tộc thiểu số ở Tân Cương cũng như là bóp nghẹt các tiếng nói dân chủ ở Hồng Kông. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi Trung Quốc là thành viên không có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế khi không giữ đúng cam kết những gì đã ký trong thỏa thuận Trung-Anh về Hồng Kông năm 1984. Tại cuộc gặp giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, cả hai khẳng định liên minh Mỹ-Nhật ngày một chắc chắn, sẵn sàng đối phó với các thách thức ở châu Á-Thái Bình Dương. Hai ngoại trưởng cho rằng tham vọng về biển đảo và muốn chiếm giữ các tuyến đường hàng hải quan trọng của Trung Quốc là điều không chấp nhận được. Nó đang phá hỏng trật tự quốc tế được sắp đặt từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Thưa quý vị, tình hình Covid-19 tại Ấn Độ tiếp tục làm nỗi ám ảnh rất lớn đối với toàn thế giới. Và tính từ nửa tháng nay thôi thì trung bình mỗi ngày tại quốc gia này đã ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới. Và bên cạnh đó thì con số tử vong là hơn 3.000 người thưa quý vị. Vâng, và tính đến ngày 4 tháng 5 thì Ấn Độ đã có tổng cộng là hơn 20,2 triệu ca nhiễm, đang gần đuổi kịp Mỹ. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra tại Ấn Độ? Và như chúng ta cũng đã biết rằng là phần lớn người dân Ấn Độ theo Ấn Độ giáo hay còn gọi là Hindu giáo. Đây cũng là tôn giáo lớn thứ ba thế giới với khoảng 1,2 tỷ người. Các thực hành của Ấn Độ giáo bao gồm nghi thức thờ phụng, lễ hội và hành hương hàng năm. Đó là những nghi lễ linh thiêng, nhất là vào tháng 3, tháng 4 dương lịch. Truyền thống này đã ăn sâu từ lâu, nên dù có Covid-19 hay không thì họ cũng không dừng các nghi lễ lại được. Đây chính là căn nguyên làm cho những ngày qua tỷ lệ nhiễm mới của Ấn Độ mất kiểm soát. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị cộng đồng quốc tế chỉ trích nặng nề vì không mạnh tay ngăn các lễ hội lại, nhất là lễ hội tắm sông mới đây. Tại kỳ bầu cử hội đồng địa phương ở một số bang vừa qua, đảng của Thủ tướng Modi đã thất bại. Điều này chứng tỏ nhiều người dân Ấn Độ cũng không đồng ý tổ chức lễ hội trong thời kỳ Covid-19 như thế này. Trái ngược với Ấn Độ và Brazil thì phải nói rằng là số ca nhiễm mới về Covid-19 ở Mỹ tiếp tục giảm và có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Vâng, và đúng thật vậy anh Huy ạ. Trong tin sáng 30 giây lần trước thì chúng tôi cũng đã đưa tin về việc là một số bang ở Mỹ hiện nay thì người dân ra đường đã không còn cần phải đeo khẩu trang nữa rồi. Và đó là đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Và số người được tiêm vaccine ở Mỹ cũng ngày càng nhiều hơn, khiến cho người dân tại đây cảm thấy rất là an tâm và an toàn.
Tính đến ngày 4 tháng 5, trong vòng 24 giờ, khắp 50 bang của nước Mỹ, số ca nhiễm mới là gần 40.000. Đây là con số giảm trong 3 tuần liên tiếp. Mới chỉ một tuần về trước, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ đều trên 50.000. Điều này đạt được phần lớn là do công tác tiêm chủng đã phát huy được tác dụng của nó. Tính đến nay, đã có 1/3 dân số nước Mỹ hoàn thành quá trình tiêm chủng và 44% đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo không nên chủ quan vì biến thể mới xuất hiện ở Anh, loại B.1.1.7 đang hoành hành ở Ấn Độ, đã xuất hiện tại nhiều nơi ở Mỹ. Đây là biến thể có sức lây lan nhanh hơn, dễ hơn và gây ra các biến chứng phức tạp hơn. Ở một diễn biến khác, thì vị giám đốc đầy tai tiếng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang muốn tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm sau. Và một số nguồn tin ẩn danh nói rằng ông Tedros có thể sẽ thông báo ý định của mình trong những ngày sắp tới. Ông Tedros là cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia, được bầu làm giám đốc WHO năm 2017, trở thành công dân châu Phi đầu tiên lãnh đạo cơ quan y tế cao nhất của Liên Hiệp Quốc. Trong nhiệm kỳ của mình, thành công lớn nhất của ông là mang được tiếng nói châu Phi và những vấn đề của châu Phi đến với thế giới. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích nặng nề trong công cuộc đối phó COVID-19, khi thời gian đầu ông cho rằng COVID-19 không lây từ người sang người. Vì quan điểm này của người đứng đầu WHO, nhiều quốc gia cho biết cảm thấy mình bị lừa và phải gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Cựu Tổng thống Donald Trump từng rút nước Mỹ ra khỏi WHO vì cho rằng ngài giám đốc đã bị Trung Quốc mua chuộc. Cũng có thông tin nói rằng ông Tedros từng là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Tigray, tổ chức vũ trang cánh tả đang muốn đấu tranh để tách tỉnh Tigray khỏi Ethiopia. Để hoàn thành chỉ tiêu 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip là một điều vô cùng áp lực cho lực lượng công an cả nước. Và việc tập trung đông người giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng là một nỗi đáng ngại. Ứng dụng công nghệ Zalo vào công tác này được xem là một mô hình hay sáng tạo, tiêu điểm trong tin sáng 30 giây ít phút nữa. Đồng Tháp tiếp tục ra sức ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Sài Gòn không chỉ có những tấp nập người xe, người ta nói muốn hiểu ai, muốn cảm nhận được một nơi nào thì hãy chậm rãi với đôi chân, với từng nhịp cảm xúc len vào và cuộn lấy. Sài Gòn là vậy, và những con hẻm không chỉ là một địa danh, một nơi lưu dấu, mà đằng sau đó là cả một bức tranh văn hóa, lối sống vô cùng sống động. Một câu chuyện dễ thương về Sài Gòn cùng tin sáng 30 giây. Lan tỏa 30 giây sáng nay là câu chuyện đẹp trong cuộc sống của anh ta, với cặp vợ chồng già thương binh trả lại hơn 21 cây vàng cho người đánh rơi. Hãy giữ nhịp và cùng chúng tôi lan tỏa những điều tử tế quý vị nhé. Thưa quý vị, những ngày vừa qua chúng ta nhắc khá nhiều đến câu chuyện làm căn cước công dân có gắn chip. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để việc tiến hành thủ tục cấp căn cước công dân một cách thuận lợi nhất, để cái việc là người dân chúng ta không phải tập trung quá đông người phòng chống dịch bệnh COVID-19 nè, rồi cũng hạn chế được việc người dân phải đi lên đi xuống nhiều lần vì cái thủ tục làm căn cước công dân như vậy. Và với trăn trở đó thì công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã nghiên cứu triển khai phần mềm đăng ký làm căn cước công dân thông qua tin nhắn Zalo. Vâng, và sau khi truy cập đăng ký thành công thì người dân sẽ được nhận phản hồi bằng tin nhắn và điện thoại từ phía công an phường, thông tin về số thứ tự nè, thời gian địa điểm làm căn cước công dân và chỉ cần có mặt trước 10 phút để được làm thủ tục thôi. Nhận được thông báo có mặt tại công viên văn hóa thể thao phường An Hải Bắc để làm căn cước công dân vào lúc 7 giờ 29 phút, ông Hồ Hữu Ích đến trước 10 phút theo như yêu cầu. Chưa đến 8 giờ, ông đã hoàn tất mọi thủ tục. Giả sử như là sau khi có phản hồi thời gian địa điểm mà một người dân nào đó mà bận công việc không thể đi được thì người ta sẽ phản hồi lại, người ta báo vào công an sẽ phản hồi là người ta điều chỉnh lại cái thời gian địa điểm để người ta làm cho nó phù hợp với lại cái công việc của người dân. Như vậy là tôi thấy cái lần này công an người ta làm là tất cả người ta hướng về người dân, vì người dân. Qua cái nắm thông tin qua thời gian vừa rồi làm căn cước công dân á, mình cũng có gia đình đi làm nhưng mà làm chờ rất là lâu, 5 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ. Như vậy thì mất thời gian và rất là tiêu tốn rất là nhiều cái tiền bạc, cái của cải vào trong cái khoảng thời gian chờ đợi như vậy. Và cái việc mà cấp căn cước công dân và qua thông tin Zalo như thế này rất là tiện ích. Trong buổi sáng đầu tiên tiến hành thủ tục cấp căn cước công dân lưu động, công an phường An Hải Bắc đã thông tin đến 146 người qua tin nhắn Zalo và điện thoại để có mặt tại địa điểm cấp. Theo đó, mỗi công dân được đặt lịch hẹn cách nhau 3 phút. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 5.000 công dân trên địa bàn phường đăng ký thành công qua Zalo, sẽ được lực lượng công an phường sắp xếp thông tin về số thứ tự thời gian làm trong thời gian đến. Đã xây dựng cái form thông tin bằng hình thức là tờ rơi, sau đó tổ chức
tập huấn cho 106 tổ trưởng tổ dân phố, 54 bí thư chi bộ để mà về cách thức đăng ký qua trực tuyến qua Zalo, và đề nghị là bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố về thông tin tuyên truyền lại cho người dân. Thứ hai là bằng xe lưu động, thứ ba là đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không chỉ đầu tư xây dựng phần mềm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người dân để triển khai việc đăng ký thủ tục cấp căn cước công dân qua tin nhắn Zalo, Công an phường An Hải Bắc đã bố trí tổ cán bộ chiến sĩ túc trực làm liên tục từ sáng đến đêm khuya để xử lý thông tin, phản hồi tin nhắn qua Zalo và gọi điện báo trực tiếp cho người dân. Thêm một khối lượng lớn công việc phải làm với lực lượng cán bộ chiến sĩ, thế nhưng việc triển khai đăng ký cấp căn cước công dân qua tin nhắn Zalo mang lại lợi ích cho người dân, mặt khác sẽ hết sức thuận tiện cho lực lượng trực tiếp làm việc tại các điểm tiến hành thủ tục cấp căn cước công dân, bởi tất cả công dân đến làm đều đúng đối tượng, thông tin chuẩn xác nhất. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến khó lường, và phải nói rằng là bên cạnh đó là lực lượng bộ đội biên phòng của các tỉnh biên giới Tây Nam đang ngày đêm nỗ lực để có thể ngăn chặn cũng như kiểm soát sự nhập cảnh trái phép của những người ở các cái quốc gia khác đi vào Việt Nam của chúng ta. Thì mặc dù đã cố gắng rồi nhưng mà song vẫn có những cái trường hợp vẫn tìm cách để có thể nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vâng, và Ngọc Mai nghĩ rằng đây là một cái thực trạng thực sự rất là đáng lo ngại khi mà đã có thông tin là biến chủng virus lây lan nhanh ở Ấn Độ đã có mặt tại Việt Nam của chúng ta. Và như vậy thì hiện nay lực lượng ở tuyến đầu biên giới đang phải gánh chịu một trọng trách rất là nặng nề khi mà hàng ngày phải đối mặt với rất là nhiều dòng người vượt biên trái phép về lại nước ta. Vào lúc 4:30 sáng ngày 3 tháng 5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Sở Thượng thuộc địa bàn của xã Thường Thế Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đồn biên phòng Cầu Muống đã phát hiện một nhóm công dân 14 người, gồm 11 người lớn và 3 trẻ nhỏ đi trên 7 ghe gỗ chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là số công dân Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Kampong Chanang, Campuchia. Do tình hình dịch bệnh và đời sống khó khăn nên cũng đã tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam. Tổ công tác đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đồng thời đã vận động tuyên truyền nhóm người này trở lại Campuchia làm ăn sinh sống, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch và pháp luật của Campuchia. Đến với một thông tin mà Xuân Ngọc đã nhắc ở đầu của bản tin, đó là theo văn bản do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về công tác phòng chống dịch COVID-19, đối với những trường hợp du khách nào có thân nhiệt cao hơn 37,5 độ C thì sẽ được đưa đi cách ly và theo dõi nhiệt độ ngay. Và cụ thể thì Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản hướng dẫn đến các quận, huyện cũng như là các cơ quan chủ quản có khu điểm du lịch đang đón khách nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp khách có vấn đề về sức khỏe, thân nhiệt cao cần cách ly ngay lập tức và cấp thuốc hạ sốt nghỉ ngơi. Nếu tình trạng không giảm, điểm du lịch liên hệ và thông báo ngay với cơ quan chức năng nhằm có các biện pháp xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu tại các điểm tham quan, khu vui chơi cần lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh và thường xuyên sử dụng loa phát thanh, nhắc nhở khách và nhân viên thực hiện nghiêm quy tắc khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách để phòng dịch bệnh. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, sắp tới đây người không qua đào tạo sư phạm chính quy vẫn có thể trở thành giáo viên, và đây chính là nội dung từ thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021. Những trường hợp này gồm có người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người học sẽ có những phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Thưa quý vị, theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Vienna, từ ngày 27 tháng 5 năm 2021, đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cao điểm hè năm 2021. Và theo đó thì Tổng Công ty Đường sắt sẽ triển khai chạy thêm hàng ngày tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn tuyến Bắc Nam vào dịp hè năm 2021. Cụ thể, chặng Hà Nội - Sài Gòn chạy thêm đôi tàu SE1, SE2, nâng tổng số đôi tàu chạy trên tuyến này lên 4 đôi một ngày, đồng thời cũng tăng chuyến nhiều khu vực khác, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện.
Tuy nhiên, do đang triển khai thi công nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam nên sẽ có sự thay đổi về thời gian đi đến điểm dừng đón tại các ga so với trước đây. Đại diện Tổng công ty Đường sắt còn cho biết thêm, nhằm kích cầu du lịch và cạnh tranh với hàng không giá rẻ, Tổng công ty Đường sắt sẽ tung gói vé khuyến mại giảm giá tới 40%. Ở thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng công ty Đường sắt cũng phối hợp với các đơn vị chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, đến với một thông tin khác, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ ô tô tải đang vận chuyển 1.500 kg chả cá, không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ. Theo thông tin, ngày 3 tháng 5 nhận được tin báo từ dân, tại bến phà Thuận Giang thuộc khu vực ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, xe ô tô tải biển kiểm soát 63C08072 có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng công an huyện Phú Tân tiến hành đến khu vực trên để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 30 bao, mỗi bao 50 kg chả cá không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Được biết, tài xế xe tải trên tên Nguyễn Phi Long, sinh năm 1976, cư trú ở phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Qua làm việc, tài xế Long khai nhận chở thuê số chả cá trên cho một người lạ. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ phương tiện và tang vật để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, phải nói rằng là Sài Gòn không chỉ tấp nập người xe đâu, và nếu như mà người ta muốn tìm hiểu ai hoặc là muốn cảm nhận được một cái nơi nào đó thì hãy chậm rãi đối với đôi chân của mình và với từng nhịp cảm xúc len vào cũng như là cuộn lấy nó. Vâng, và quả thật Sài Gòn là vậy. Và những con hẻm không chỉ là một địa danh, một nơi lưu dấu, mà đằng sau đó là cả một bức tranh về văn hóa, về lối sống vô cùng sống động. Và một câu chuyện dễ thương về Sài Gòn cùng Tin Sáng 30 giây mời quý vị cùng theo dõi. Khác với Hà Nội cố đô, không có khái niệm ngõ nhỏ, phố ngõ, Sài Gòn là vùng đất mới chỉ hơn 300 năm tuổi, hình thành bởi tính cộng cư của những dòng người tứ xứ tụ về lập nghiệp rồi thành dân cố cựu. Trong hơi thở của một thành phố hiện đại, người Sài Gòn vẫn giữ lại cho mình những con hẻm sở hữu khung cảnh độc đáo, thu hút nhiều giới trẻ. Nằm giữa lòng trung tâm quận 1, con hẻm nhỏ nép mình trên đường Pasteur trở nên đặc biệt hơn hẳn khi được tô điểm bởi những bức tranh đầy màu sắc, những dòng chữ nghệ thuật được phối màu hài hòa với cung màu mang hơi hướng cổ điển, tạo nên một góc trầm lặng cho các bạn trẻ và cả du khách nước ngoài khi đến với thành phố đông đúc này. Thưa quý vị, Sài Gòn quả thật là một thành phố nhộn nhịp với rất nhiều địa điểm tham quan vui chơi hấp dẫn. Đó có thể là những quán cà phê view lung linh, những tòa nhà cao chọc trời, những công viên xanh mướt. Nhưng đâu đó trên các tuyến đường ở Sài Gòn vẫn tồn tại những con hẻm vô cùng đặc biệt, mang nét đẹp riêng biệt như thế này, rất đáng để mọi người đến tham quan. Con hẻm số 15B đường Lê Thánh Tôn 20 năm trước chỉ có vài quán ăn Nhật Bản. Cứ thế theo thời gian, những hàng quán quanh đây mọc lên ngày càng nhiều để phục vụ mọi người, hình thành nên một Nhật Bản thu nhỏ ngay trung tâm thành phố. Những biển hiệu viết bằng chữ tượng hình, đèn lồng đỏ, cánh cửa gỗ khiến ai ai cũng ngỡ đang lạc vào nơi nào đó của xứ sở hoa anh đào. Mình cảm thấy là giống như là mình có cơ hội được đến nước Nhật vậy. Tại vì rất là nhiều con phố, rất là nhiều đồ ăn rất là ngon ở đây. Cảm thấy rất là thú vị. Mình cũng khá là thường xuyên, tại vì mình cũng biết một chút xíu tiếng Nhật. Khi đến đây thì cũng có thể giao lưu với một số người Nhật ở đây. Nằm lọt thởm giữa các tòa cao ốc ở trung tâm quận 1, hẻm 76 đường Hai Bà Trưng cũng nổi tiếng vì nguyên một hẻm chỉ bán đồ ăn chơi mà no thiệt. Không quá dài nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc. Đến đây, du khách có thể thưởng thức các món ăn vặt vừa ngon, giá cả lại bình dân. Nếu như mà ai đi ngang qua đường này thì sẽ không khác lại, bởi vì giới trẻ ra vô rất là nhiều và bán đồ ăn vặt cũng rất là nhiều ạ. Mấy cô chú bán đồ ăn thân thiện và giá cả rất là phải chăng nữa ạ. Đây là địa điểm lý tưởng cho mình với bạn bè lúc tối và buổi tối. Mỗi con hẻm đều lưu giữ một không gian, ẩn chứa một câu chuyện rất riêng, ghé tham quan để cảm nhận rõ hơn những thú vị và đặc sắc của Sài Gòn.
Thưa quý vị, nhặt được của rơi, trả lại cho người mất thì Huy nghĩ rằng đó không chỉ là một cái hành động đơn thuần đâu, mà đó còn thể hiện một cái sự nhận thức về một cái điều thiện, những cái điều nhân văn trong cuộc sống vốn hiện tại thì nó có quá nhiều những cái giá trị xô lệch như hiện nay đúng không ạ? Bản thân của Huy khi mà nhặt được một cái đồ gì đó người ta làm rơi rớt đi, dù là vài trăm ngàn đồng thôi, mình cũng phải tìm cái cách để mà làm sao để trả lại cho họ, chứ cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình sẽ giữ cho mình. Tại vì là mình giữ những cái điều đó mình cũng cảm thấy rất là áy náy, tại vì mình thì không cần đâu, nhưng mà biết đâu với những người khó khăn thì họ rất là cần cái điều này thì sao, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi anh Huy ạ. Khi mà nhặt được của rơi quay đó và mình sẽ nghĩ ngay đến tâm trạng của người mà làm rơi, họ sẽ chắc chắn là đang rất là lo lắng. Vì vậy cái việc mà trả lại cho người đã làm rơi dù ít hay nhiều thì cũng rất là đáng quý. Trong khi đó thì có một câu chuyện thật vừa được ghi nhận ở Hà Nam, đó là có ông bà cụ đã nhặt được tới hơn 21 cây vàng, tức là hơn 1,2 tỷ đồng. Thế mà ông bà cụ đã trả lại cho người đã bị mất. Và cái hành động này phải nói là một cái giá trị rất là đáng quý và cần được lan tỏa, đúng không quý vị? Trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, trong lúc mang 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng đi trả nợ, đã bất cẩn đánh rơi. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Tân Thanh đã vào cuộc phối hợp tìm kiếm. Quá trình tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và bà Phạm Thị Dung trú cùng thị trấn nhặt được số vàng trên. Ngay sau đó, vợ chồng ông Bích, bà Dung đã mang đầy đủ số vàng trên lên giao nộp cho cơ quan công an. Tôi cũng nhặt được, nhưng mà tôi cũng chưa biết của ai cả. Nhưng mà tôi khai báo với chính quyền, với lại các anh em công an ở địa phương. Tôi cũng khai báo là lúc đầu là chưa biết là của ai. Thì tôi cũng có khai báo, cũng không có cái lòng để vì tham của các cháu, nhưng mà cũng trình báo tất cả với các bên công an để phối hợp vào để tìm người mất để trả lại. Thôi em không biết nói lời nào hết, cảm ơn ông bà đã có lòng tốt rồi là thương đến vợ chồng nhà em, là cái số tiền nó quá lớn như thế, là ông bà không có lòng tham, ông bà thương người, ông bà đã trao trả cho vợ chồng em đầy đủ. Được biết ông Bích là thương binh hạng 2/4, có gần 40 năm tuổi đảng. Hằng ngày, thu nhập của ông bà đều dựa vào việc làm nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc làm tốt của ông bà đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương. Quý vị thân mến, khi mà nhắc đến Đà Lạt thì chắc hẳn chúng ta đều biết đến một vùng đất với rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều kỳ hoa dị thảo và đặc biệt là cái lối kiến trúc Đông Dương vẫn luôn là một điểm nổi bật mà được nhiều người biết đến ở vùng đất này. Nhà và nhắc đến Đà Lạt thì ngoài nhắc đến ga Đà Lạt hay là nhà thờ con kê, nhà thờ con gà, rồi những cái địa điểm về ăn uống, du lịch, ẩm thực đặc biệt á, thì với Quang Huy thì Quang Huy rất là mê một cái nơi này. Như quý vị đã nhìn thấy ở background của chúng ta, đó chính là cao đẳng sư phạm. Tại vì cũng bật mí với lại Mai thì Huy cũng là người sư phạm. Huy đã từng có khoảng thời gian 6 tháng học ở cao đẳng sư phạm rồi. Cho nên là mình cảm nhận rất là rõ. Và nơi đây là một cái nơi mà Huy thấy những người bạn của mình rất là hay đến đây để mà chụp hình, lưu lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp cùng với lại vùng đất Đà Lạt này. Và chính vì vậy cho nên ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt quý vị nhé. Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt được thành lập vào năm 1927 do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và chỉ đạo xây dựng. Sau 14 năm, một ngôi trường độc đáo hoàn thành và qua nhiều lần đổi tên, hiện nay nơi này được gọi là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Công trình này mang dấu ấn đồng tây kết hợp, dãy lớp học được thiết kế và xây dựng theo hình vòng cung, tạo không gian thoáng mát bao quanh cả sân trường. Chiều dài dãy trường khoảng 100m với 3 tầng lầu và 24 phòng học ở mỗi tầng. Nhưng điểm nhấn của dãy nhà này là tháp chuông cao mái xám, tựa như một cây bút chì được gọt tuyệt đẹp. Phía bên ngoài tháp chuông trước đây có một đồng hồ, nhưng có lẽ đã bị tháo dỡ. Du khách chỉ có thể thấy vết tích của chiếc đồng hồ lớn còn in lại trên nền gạch. Sự bền bỉ độc đáo và trường tồn cùng với thời gian, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt từng được Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế UAA công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20. Ngày 28 tháng 12 năm 2001, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũng được công nhận là một di tích kiến trúc độc đáo quốc gia, được gìn giữ trân trọng đến bây giờ.
Vâng, ở phần đầu gặp gỡ cùng với là Xuân Ngọc, chúng ta cũng nhắc đến những yếu tố về thời tiết. Không biết rằng ngày hôm nay thời tiết sẽ như thế nào nhỉ? Vâng, và để có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này thì ngay bây giờ Ngọc Mai và Quang Huy xin mời quý vị khán giả cùng kết nối với phóng viên Xuân Ngọc. Như thông tin đã trao đổi ngay phần đầu bản tin cùng với anh Quang Huy và chị Ngọc Mai, Xuân Ngọc xin được phép thông tin chi tiết đến quý vị như sau. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió, nên trong hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Sau đó mưa mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến nhiệt độ giảm còn 25 đến 29 độ C. Còn tại khu vực Nam Bộ, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nam Bộ chịu sự chi phối của rìa áp thấp nên thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, nắng lên sớm và kéo dài đến chiều tối. Cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa ở miền Đông Nam Bộ và vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Vĩnh Long, Hậu Giang. Nhiệt độ từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các nơi khác phổ biến từ 33 đến 34 độ C, độ ẩm trong không khí xuống thấp, thời điểm có nền nhiệt cao rơi vào khung giờ 11 đến 16 giờ. Quý vị lưu ý khi ra đường vào khung giờ này thì cần thoa kem chống nắng trước khi đi từ 15 đến 20 phút, đeo kính râm, áo khoác, găng tay cẩn thận. Còn riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sáng nay bầu trời có nhiều mây, mật độ mây trung bình khoảng 95%, lượng tia UV cao nhất vào buổi trưa ở mức 7, nhiệt độ ban ngày khoảng từ 27 đến 35 độ C. Buổi chiều trời tiếp tục có mây, với tình hình thời tiết cùng với tình hình dịch bệnh có phần biến đổi thất thường như vậy thì quý vị lưu ý uống đủ nước mỗi ngày, cung cấp vitamin C cùng với các loại rau quả xanh tốt cho sức khỏe. Khi ra đường thì quý vị nhớ đeo khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng nhé. Tôi Xuân Ngọc, FBNC đang cảm nhận thời tiết cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Xuân Ngọc. Và đến đây thời lượng dành cho Tin Sáng 30 giây cũng đã kết thúc. Ngọc Mai hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị khởi động một ngày mới của mình thật là hữu ích. Dạ, và quý vị thân mến, hiện tại bây giờ thì diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang có những cái diễn biến phải nói rằng là khó lường đối với chúng ta. Vì vậy cho nên rất mong tất cả quý vị khán giả hãy cùng chung tay, chúng ta sẽ cùng nhau giữ sức khỏe cho chính bản thân mình và sức khỏe cộng đồng. Và phải nhớ thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người cũng như là khai báo y tế quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Huy và Ngọc Mai xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào Tin Sáng 30 giây vào ngày mai.